Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ sửa một cái bo máy giặt Henry mà khách hàng hỏi không nên là khách hàng đưa cho chúng ta chỉ có vậy thôi. Mất cục cái này nè, cục cái thứ trên đây rồi đúng không? Mất rồi nè. Cái xương này gắn những cái con linh kiện này lên lên đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa con linh lùa thử xem. Cục biến thế thì nó tiêu rồi, nó tăng ôm lên rồi. Đấy, đây là số điện thoại khách hàng là 0348 749 2923. Đấy, ok chưa? Đó. Rồi bây giờ bạn sửa để xem. Đầu tiên là bạn hiểu gì về cái bo chưa đã? À, hiểu gì cái bo chưa đã? À, chưa thì thầy sẽ cho mấy bạn cái sơ đồ của cái bo LV ha. Sơ đồ của cái LV. Đấy. À, chúng ta sẽ xem cái sơ đồ bo LV trước nha. Thầy cho mấy bạn cái sơ đồ của bo LV. Thì các bạn download vậy thôi. Ok chưa? LV cửa ngang ha. Là cái đời này đời cửa ngang. Đây. Ok, đây chúng ta sơ đồ của LV đi các bạn. Đây là sơ đồ LV, tôi sơ đồ trước đi, rồi bắt đầu kiểm tra. Đây chúng ta sẽ chia sẻ sơ đồ của cái bo này cho bạn nha. Rồi, đây các bạn biết cái là xong. Rồi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn kỹ cho các bạn để các bạn xem, các bạn hình dung được cái phương pháp sửa khi mà gặp một cái bo mà nó bị mất luôn cả biên thế trình như là bo mới giặt LV. Thế chúng ta sẽ sửa có khó không? 350.000 có dễ lấy không? Chúng ta thử xem nha. Ok chưa? Rồi. Chúng ta tiến hành thôi. Rồi được không? Rồi quét được không? Đầu tiên khi mà bạn quét rồi đó thì bắt đầu bắt đầu nghiêng nhầm hiển. Ờ. Hiển ngắm. Rồi chưa? Xong chưa? Rồi xong chưa sao vô không được, không mà chia sẻ cho không chia sẻ. Rồi ok, đầu tiên là các bạn có sơ đồ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ mở lên, chúng ta nghiền ngẫm sơ đồ xem như thế nào, sửa bo nó có dễ khó để chúng ta sửa. Nếu là sẽ tập làm ngay dần, thầy hướng dẫn là hướng dẫn trực tiếp cho mấy bạn sửa à, cho nên là lấy tiền luôn chứ không có cái chuyện mà dạy lý thuyết. Thầy không có dạy lý thuyết đâu, thầy dạy là trọng tâm để vô thực hành là quấn trận. À, chúng ta là những người hành quân đánh trận chứ không có phải là những người mà ngồi viết và cái tờ giấy với da dẫn mà hỏi sửa được cái máy không, không sửa được. Vậy là thầy không có chơi, thầy dạy mấy bạn là mong sao các bạn về quê là làm được, kiếm tiền được, và cái kiếm tiền là kiếm tiền thật chứ không phải là mà cái dạng như mà về quê nói dốc, không, không có được. Rồi như vậy thì các bạn xem như thế nào. Rồi, các bạn đã coi được cái sơ đồ chưa? Sơ đồ thì thầy cho rồi nha. Bây giờ các bạn xem thử xem phương án sửa bắt đầu. Đấy, phương án sửa bắt đầu. Như vậy thì bây giờ cũng biết thí sinh bị mất rồi, phải không? À, thầy hướng dẫn các bạn coi vô điện thoại nha. Điện thoại à, các bạn coi điện thoại đó là sơ đồ, thì đưa vô điện thoại cho mấy bạn. Đấy, sơ đồ thầy đưa vô điện thoại cho mấy bạn. Bây giờ các bạn sẽ bung ra, các bạn sẽ coi thử xem. À, coi thử. Thì các bạn thấy có một số cái vấn đề chúng ta cần quan tâm này. Đây. Thì cái nguồn xích trên này nè, các bạn phân tích đi ha. Cái nguồn xích trên này, tôi nhìn thấy kỹ nha. Cái nguồn xích trên này thì chúng ta sẽ bao gồm mấy nguồn. Thứ nhất là có nguồn 10, nguồn 13. Thứ hai là nguồn 15. Nhìn thấy được không? Nhìn thấy được không? 13, 15 à, 13 và 16 nhưng mà nó chạy 15 cũng được nè. 12 cũng được, 12, 15 cũng được nè. Rồi chưa? Chủ yếu là hàng ngày là 12 vô là đóng được con dây thì lây được thì ghi thôi, 15 là cho đi xem sức. Còn cái 12V này nè, đó, bữa thằng kia thì kia ngâm dễ cái 12V này nè. Cái 12V này nó không, nó là một cuộn biến thế riêng để nó cấp cho chi áp. Nè, nó cấp cho chi áp. Nhìn thấy được không? Nó cấp chi áp ở cái phần bên đây. Bạn thấy chưa? Đó, nếu như mà bạn đổ nguồn, hầu như là người ta đổ nguồn không được là lý do. Người ta đổ nguồn xong, người ta cứ tưởng là mát chung. Người ta cứ tưởng là mát chung. Người ta cứ ngỡ là mát chung. À, cái mát chung. Người ta đổ nguồn, người ta hay bị lỗi cái vấn đề là người ta đổ cái mát này, người ta gắn chung cái mát này luôn, cho nên là nó sẽ không điều khiển được nha. Thấy chưa? Cái mát này là cái mát riêng, cái mát riêng. À, cái mát riêng mà thấy không, chữ là 0V và 12V, thấy không? Có chữ Y là sao nè. Đó, cho nên khi mà bạn đổ nguồn thì cái này nó tổng cộng là ba cái nguồn, trong đó là cái nguồn 12V riêng cấp cho như này để điều khiển chi áp. Rồi còn lại cái phần bên đây là nó là chung thì nó sẽ điều khiển cho mặt hiển thị và công suất.
Về khi mà chúng ta lại độ nguồn này thì chúng ta cần có ba nguồn, trong đó có hai nguồn chính và một nguồn riêng. Hai nguồn chính, một nguồn riêng. Bạn làm được thì bạn lấy 350. Đầu tiên thì bạn mua cái nguồn 12V. Bạn mua cái nguồn 12V. Đúng chưa? Thầy sẽ hướng dẫn bạn, đầu tiên là bạn mua cái nguồn 12V. Đây, hướng dẫn đây, hướng dẫn nó nằm đây. Đầu tiên là bạn mua cái nguồn 12V. À, chúng ta hướng dẫn trước cho bạn nha. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ mua một cái nguồn 12V. Đúng không? 12V, nếu như bạn mua được nguồn 15 thì bạn mua, không thì bạn mua hẳn cái nguồn 12 cũng được. Như vậy thì chúng ta có điện áp 220 đồ vô rồi đúng không các bạn? 220 đồ vô. Và chúng ta sẽ có bao nhiêu các bạn? 12V đầu ra. Phải không? 12V đầu ra. Như vậy cái 12V đầu ra này bạn có thể tăng lên 15V được không? Được. Bây giờ học trò của thầy là đứa nào cũng làm được hết rồi. Không phải bàn cãi gì đó, thì nó sẽ thay con điện trở bao nhiêu ký để thành 15. 3 ký 7. Bây giờ các bạn thấy học trò thầy nó thuộc số luôn đấy mà. Rồi, 5 ký mấy thì sẽ thành. Còn nếu là 18 thì bao nhiêu vôn? Bao nhiêu ký? Đó, làm quen 15 rồi đúng không? Còn là 18 nữa mà, nhớ có mặt 18 vôn, đeo riêng 18 vôn đó. 17 vôn đó. Thì hạ xuống nữa, càng hạ thì nó càng tăng vôn lên. Không, 2 ký mấy giọt lên dữ lắm rồi. Nó khoảng 3 ký 1, 3 ký 2 thì thôi. Đấy, thì nó sẽ tăng lên cho chúng ta 17, 18. Rồi, như thì chúng ta đã lên được 15 vôn rồi. Như vậy thì chúng ta có muốn con 12 thì chúng ta dễ lắm rồi, vô không con 7, 8, 12. Nó ra chúng ta 12V. Như vậy là chúng ta được cái nguồn cấp cho bên cái phòng chính chưa? Như vậy chúng ta chỉ cần quấn thêm một số cuộn dây đồng nữa thì chúng ta, để chúng ta lấy một cuộn rời thứ hai, để cho tránh thời gian nó lâu, để cho video cũng được lên view. Thế chứ thôi là tôi quay lâu quá thì nó không lên view cho nên tôi làm sẵn luôn. Đấy, mấy ông nội mấy ông ngoại thích coi nhanh lắm. Đây, đây là cái nguồn 12 nè. Đây, thấy chưa? Thầy thay con điện trở luôn rồi nè. Đây, thay con điện trở luôn rồi đó. Đó, thay con điện trở luôn rồi nè. Đấy, thấy chưa? Thay sẵn con điện trở chưa? Đấy, thay sẵn con điện trở luôn rồi nè. Rồi, cho nó lên gì? 15 rồi nè. Gắn con 7, 8, 12 luôn rồi nè. Thấy chưa? Như vậy là chúng ta ra được là 0V, 12 và 15 rồi nè. Ok chưa? Thấy rõ không? Như vậy là thầy quấn thêm một cuộn dây đồng nè. Nhìn đây, cuộn dây đồng quấn thêm nè. Để nó ra 12 nè. Đấy, cắt đi luôn, thôi sẽ cắt chỗ này đi. Cắt chỗ này đi, chỗ này gọn. Rồi nhét túi chút nữa thì xài lại. Rồi, như vậy chúng ta ra được cuộn 12 nữa nè, thấy chưa? Cái này chỉ là quấn thôi. Rồi, nếu như mà 12 vô vậy bao nhiêu vòng hội? 11 vòng. Đậu. Bao nhiêu vòng? 11 vòng rưỡi. Trời ơi, đâu điểm lại coi. Đấy, điểm đi. Đó, để cho nhanh thì làm luôn sẵn rồi đó. 1 vòng luôn mới 12V rồi bây ra 11 vòng, nghe hay ghê luôn. 8, 9 vòng gì thôi. Đấy, các bạn có thể đếm ha. À, cái này là minh bạch nha, dây đồng, ê, đừng nói dây đồng thì giấu nghề nha. Tụi nó hay ngồi đếm dây đồng mà tụi nó kêu giấu nghề, không biết giấu kiểu nào luôn á. Đúng không? Thầy đang và hướng dẫn cho các bạn sửa bo máy giặt LG mà phần nguồn bị banh sát hết rồi. Cũng có thấy trên biển hư luôn rồi. PC nguồn cũng chết luôn rồi, còn bộ chết sạch đó. Mà các bạn biết là cái cụm biến thế xuất chinh là cái biển cụm biến thế nó rất khó kiếm. Đấy, 90 dòng thì thôi, đâu ra là đâu dữ vậy. Hội này nó ăn gian thấy kinh khủng không? Hằng ngày làm ngân hàng là bảo đảm ngân hàng phá sản, ớ ngân hàng giàu. Đây, thấy chưa? Được không? Thầy đang hướng dẫn. Chào bạn Thảo Linh. À, cảm ơn bạn Thảo Linh nhiều nha. Rồi xong chưa? Bây giờ cái quan trọng là các bạn gắn vô cái bo mà nó lên nhạc là có tiền, đúng chưa? Mình không bán mà thay. Ở nghe này, cái bo này dưới đây có bán. Em cứ xuống dưới em mua cái bo này lên đây là hội nó chỉ em làm mà bảo đảm luôn. Hội giỏi lắm. Đấy. Nguyên bản 5 ký 6. Chúng ta thay con điện trở thì nó sẽ lên 15. Chúng ta làm theo cái này là không can thiệp gì hết, chúng ta chỉ thay để cho hồi tiết là thôi, được chưa? Chào các bạn xem like nha, like chia sẻ comment thầy nha. Ok chưa? Rồi như vậy thì hiểu được cái cách mà cái này thì không phải nói nhiều nữa đúng không? Tại vì các bạn làm quá quen thuộc rồi phải không? Rồi bây giờ bạn gắn vô cái mặt nè, bây giờ bạn phải coi nha, bạn phải coi trên tỷ trên sơ đồ của mình á là cái con tụ nào nó đảm nhận chức năng 15, con tụ nào đảm nhận chức năng 12, là chân nào là chân mát thì mình gắn vô. Rồi
cái điện mà 300V thì mình gắn vô cầu diod, được chưa? Rồi. Đấy, cộng trừ của cầu diod. Đấy, bọn thật sự nếu như chúng ta biết sửa thì chúng ta sửa rất nhanh. Này các bạn thấy không? Không có đâu đâu. Thầy đang hướng dẫn cho các bạn học trò sửa bo máy giặt LR cửa ngang inverter. Với điều kiện là cái bo này họ sẽ bo kêu chúng ta là sửa dùm cái nguồn bị hư rồi. Mà khi mà đem lại thì cái nguồn này nó cũng tan tác hết rồi. Còn nguồn xích chinh cũng hư, hư mất tiêu luôn rồi. Rồi IC nguồn thì cũng bay mất luôn rồi, bị chết rồi. Đúng không? Rồi trên mặt thì hàng những cái con linh kiện nó tùm lum hết trên bạc hết. Cho nên là bây giờ cái phương án giải quyết nhanh gọn lẹ là nếu như chúng ta mua con xe nguồn có lợi không? Chúng ta mua con xe nguồn thì tầm 25.000. Nhưng mà chúng ta bỏ công là chúng ta làm, bây giờ cái cuộn máy xích chinh bị hư. Nếu như bây giờ giả định có một nơi nào đó bán cuộn xích chinh cho bạn đi. Bạn mua nó cũng bán 20. Ra gọi là giá anh em tình thương mến thương. Chứ thật ra nếu bán là bán 50-60 cũng phải mua, đúng không? Nhưng mà nếu như cộng lại thì rõ ràng thời gian làm lâu quá. Thôi bây giờ nếu tôi có học sửa bo, tôi biết nghề, đúng không? Thầy có dạy tôi rồi. Thôi đặt cô order cho 100 cái đem về xài dần dần, đúng không? Bắt đầu lấy 1 cái ra, thấy chưa? Lấy 1 cái ra thì cái việc đầu tiên muốn chuyển 12 lên 15. Ồ, cái việc này các bạn làm quen quá rồi, thằng hội bây giờ đưa nó cũng làm được nè, thấy không? Cho nên hội bây giờ nó về quê là nó có thể nói với nó hẳn diện, nói với ba nó bay con tốt nghiệp phá sửa bo, phá bo rồi. Đấy, đúng chưa? Vậy thì cái thay con điện trở 5.6 thành con mấy ký, 3 ký mấy, 3 ký 9, 3 ký 9 để ra 15, 3 ký 3 thì để ra 18, đúng không? 3 ký 9 đấy là thay 3 ký 9 vô thì nó sẽ ra chuẩn 15, thì là chúng ta sẽ cấp được điện 15 cho cái bo và chúng ta sẽ thêm 1.7812 vô. Thì trên cái bo nó sẵn cái lỗ đi, mình gắn 1.7812 luôn chứ không, mình không phải độ chế gì cả. Trên cái bo nguồn này nó có cái chân, sẵn cái chân để mình cắm cho con 7.812 luôn, cho nên mình cắm cái con 7.812 vô, thế là nó ra. Nó thay gì ở trên đó là cắm vô để ra 5V, đúng không? Con 7.5. Bây giờ mình cắm con 7.812 vô để làm 12. Rồi xong chưa? Đấy, khi mình cắm vô rồi đó thì mình sẽ ra được hai cái giá trị điện áp là 12 và 15. Tôi nói các bạn nghe, có một điều kiện là tất cả các loại môn điện trên thị trường, kể cả máy VRF thì luôn, đúng không? Nhớ không? Mặt multi luôn, tất cả các loại bo cái nguồn đều được, đều đủ được hết. Chứ không phải là có một số bạn nói là học thầy cái nguồn sửa không được. Theo như các bạn, cái câu hỏi này nói đúng không? Cái nguồn sửa không được. Nếu như thật sự mà cái nguồn sửa không được, ông đã đổ cái nguồn khác rồi, chứ không tới chuyện mà trả máy cho khách. Đó, các bạn phải nhớ điều đó. Cho nên là cái bo này nè, bây giờ bị hư nguồn, chết nguồn rồi, đúng không? Chết nguồn dùng luôn. Dùng luôn, chúng ta sẽ thay một cái nguồn khác và chúng ta lấy 350.000 một cách ngon lành, đúng không? Tuy nhiên khi mà các bạn muốn sửa được cái bo này thì cái việc đầu tiên của bạn là bạn phải hiểu được cái bo nó chạy như thế nào trước khi đặt. Chứ mà bạn chưa hiểu nó thì bạn không có gắn được đâu ha, gắn vô lạng quạng nó đi không còn hiểm luôn ta, được chưa? Bây giờ những cái bạn mà không nhẹ kêu đó thì các bạn ở ngoài các bạn coi giùm mình cái sơ đồ xem món tủ nào chỗ nào ha, cái chỗ đó có cần ngại kêu thêm không em? Có hả? À ok, bạn nói luồn dây xuống em luồn mà cái lỗ của nguồn xích chinh á, cũng biết chinh á, nó có tổng cộng là bao nhiêu lỗ? Nhiều lỗ lắm mà, đúng không? Trong đó có hai cái lỗ mà em nhớ đừng có luồn, đó là hai cuộn bi cửa, hai cái cuộn riêng, cái cuộn riêng mà quấn á, đừng có sọt luôn để chúng ta hàng của hai cuộn riêng xuống ha, được chưa? Rồi như vậy em cần xỏ hai cái gì, hai cái dây mà cộng trừ 300V em xỏ ha, xỏ hai cái lỗ bì của nó, đúng chưa? Bây giờ quan trọng là em xem coi, em xem cái nguồn nè, bây giờ em xỏ hai cái nguồn 220 xuống bằng cái chân mà cấp nguồn cộng chân D của con phép á, thấy không? Nhìn thấy đâu không? Thấy cái lỗ bìa đúng không? Chứ nó gọn nè. Những cái con linh kiện này nè, em cắt bỏ luôn đi nè, những con linh kiện này em cắt bỏ luôn đi. Đâu thầy coi. Chỉ đổ này mình bỏ con IC này ra luôn. Ừ, cũng được luôn, em làm đâu thì bỏ con IC ra luôn, lấy con IC lại, nhãn lấy con IC lại cho thầy luôn. Được chưa? Chúng ta làm cái bo này để chúng ta khẳng định là điều gì các bạn? Chúng ta làm cái bo này chúng ta khẳng định là gì các bạn? Là 100% tất cả các loại bo, cái nguồn chúng ta đều sửa được hết. Hiểu không ạ? Hiểu được chỗ này không?
Thôi chưa? Rồi bây giờ các bạn xem thử xem. Thật ra đổ một cái nguồn của một cái bộ máy giặt nó khó không? Không có khó các bạn. Máy gì cũng dễ, Samsung cũng dễ, LG cũng dễ, đúng không? Sang vô lại càng dễ. Các bạn khi mà các bạn sửa bo thì cái nguồn là cái dễ sửa nhất, chứ không phải cái khác đâu. Tại vì sao nó dễ sửa, phải không? Tại sao dễ sửa? Tại vì nó có cái sẵn để thay. Nó hư cỡ nào cũng được, nó có sẵn để thay. Nhưng mà quan trọng nè, hiểu được để thay không? Nó hiểu được để thay không? Thí dụ nha, bây giờ bạn không gắn cái nguồn 12V rời, cái nguồn 12V độc lập á, thì điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra? Bật nguồn lên không? Bật nguồn lên không? Sống lên. Bây giờ chút nữa nè, bây giờ chút nữa bạn này sẽ thử cho thầy nha. Em đừng có gắn cái nguồn 12V rời vô. Em gắn thêm 12V 15V vô trước cho thầy đi. Em mở nguồn thử xem nó lên không, đúng không? Nhưng mà khi mà em không gắn cái nguồn 2V rời thì điều gì sẽ xảy ra? Các bạn nào thử trả lời coi, trả lời được câu này là rành lắm luôn đó. Không điều khiển được máy gì á? Mà mấy con giác làm nhiệm vụ gì? Đó, rồi còn một nhiệm vụ nữa, nhớ là nhiệm vụ gì? Đúng rồi, công tắc cửa. Đấy, nó không bỏ được công tắc cửa. Cho nên cái cụ 12V rời này nó có chức năng nằm bên đó. Bởi vì thầy mới kêu bạn vẽ mạch. Từ lúc mà bạn vẽ mạch LG, bạn sẽ thấu hiểu được tại sao có cái nguồn 12V rời. Cái nguồn 12V rời này nó hòa chung với một line của điện áp lưới. À, nhìn thấy được không? Nhìn thấy cái ổ chủ hòa chung không? Cho nên nếu mà không có nó, nếu như không có nó thì nó sẽ không điều khiển được cấp nước có hết. À, nhìn được chưa? Các bạn thấy rõ không? Cái tụi này nó điều khiển bởi bằng con gì? Con Octoquan. Octoquan, nhìn thấy con Octoquan chứ? Nhìn thấy Octoquan không? Octoquan sẽ điều khiển cho hai con giác cắt nước, đúng chưa? Và điều khiển cho một con giác thoát nước. Đó, do như tôi nói các bạn rồi, học sửa bộ mạch đừng có nghĩ là hai con linh kiện, có nhiều cái đường mạch mình phải hiểu nó mình mới làm được nó. Thay vì các bạn về quê các bạn tìm hiểu, đúng không? Các bạn ở đây với tôi, các bạn phụ tôi thời gian, tôi nói từng ngày nhận dần, các bạn sẽ không hiểu được cái bo nó như thế nào. Nó đâu có cái gì đâu mà quan trọng đâu. Nhìn thấy được không, hiểu được không? Các bạn cụ, bạn mới hướng dẫn cho bạn cũ giùm thầy coi. Đấy, bạn mới hướng dẫn cho bạn cũ. Đúng không? Tôi nói các bạn, cho nên là các bạn á phải hiểu rằng vấn đề là sửa bộ mạch á nó quan trọng. À, hỏi gì? Từ cái chỗ mà 15V, lý do từ 56 đổi 37 là công thức đó mình muốn chúng ta sẽ học với cái phần nguồn á, là cái đó là chúng ta thay đổi con điện trở hồi tiếp của cái chân của con TL431. À, nó có hẳn một công thức hẳn hoi luôn chứ không phải không có. Nhưng mà chỉ đơn giản như vậy nè, cái con đó 5.6 rồi con điện trở nó xuống mát, đúng chưa? Thì khi mà em thay đổi con điện trở nó nhỏ dần thì số vôn đầu ra sẽ tăng dần lên, tại vì nó hồi tiếp về ốc tu quan để tăng vôn lên đó. Chúng ta làm cái đó là hợp lệ chứ không phải chúng ta đổi giới gì, mà chúng ta làm hợp lệ. Đấy, bây giờ cái quan trọng là bây giờ thở số vôn nó phá banh sát đó. Thật ra cái bo này nếu như mình không sửa, thợ sửa bo nó sửa không được rồi, đúng không? Thợ sửa bo nó sửa không được rồi, nó vượt qua bên này, bà mẹ nó quăng cái mình.
Bây giờ mình là người sữa, mình ngồi là ăn xương, nhưng mà nếu như ăn xương theo các bạn nha, ăn 350 là rẻ không á? Rẻ đó, tại vì nếu như mình không sữa, nó dùng mà nó cũng phải mua cái bao triệu mấy á. Nó thôi bây giờ thôi nhờ thầy sửa giùm đó. Nhưng mà các bạn nên nhớ, các bạn phải sửa những cái bao như vậy nè, các bạn mới tạo được tên tuổi. Khách hàng mà đưa nó cho mình sửa đó, nó không có mau được, nó lâu lắm. Tại vì đi cái bo của mình nó nhiều bo quá, mình sửa không kịp. Cho nên là khách hàng đáng cố gắng thông cảm. Là cái mặt lên luôn, ừ đó, chơi vậy luôn cũng được em. Để cho nó nằm xuống luôn, không phải để lật ngược là mặt, đưa mặt lên. Này, bây giờ chúng ta sẽ thử cho em bạn nha. Rồi các bạn xem thử nha. Bây giờ bạn đó đang thử gắn cái cuộn vô, các bạn xem có chạy không nha. Ở trong thời gian đó để lấy cái bộ dây qua cho bạn thử nha. Rồi chưa? Đây đây, để ngoài này nè. Đấy, chúng ta thử bằng motor này cũng được nè. Rồi, bạn gắn đi. Không. Đấy là 12V. Rồi chưa? Bây giờ chúng ta thử nè. Cái bài này nó khá hay. Nếu như chúng ta chịu khó xem video thì chúng ta sẽ hiểu được cách bạn nó làm. Cái 12V in đấy là con 2 của 12V in. Cho 12V in đấy là nó cấp cho giác này là gì đấy. Cái cấp cửa đấy. Ý em mà tài mình quấn 12V này đấy. Đấy là cho cung cấp đấy, 12V in đấy. Rồi chưa? 12V in nó khác hả? Đấy là cái quấn cho đấy là 12V in đấy. Đâu có tiết kiệm, gắn đủ mà, tiết kiệm gì? 12V có, 15V có, 12V cho bên kia có, đầy đủ mà, tiết kiệm gì? Đúng chưa? Rồi chúng ta thử thử xem. Các bạn phải xem kỹ nha, đừng có đổ lộn cái chân nha. Chân 10 mát của 300V.
để cho mấy bạn làm, để các bạn hiểu được cái phương pháp để làm. À, tất cả các loại bom máy giặt cái nào độ cũng dễ đó, không có cái nào độ khó hết trơn. Để các bạn làm, để các bạn hiểu, chứ không thôi là các bạn về quê các bạn nói bỡ ngỡ là cái bom máy giặt không độ được này kia, nghe người ta này kia nói không có, ông thầy dạy mình nghe từ lúc còn đi học rồi đó. Chúng ta đang độ nguồn bom máy giặt, em đi cửa ngang tin thiệt rồi. Mát bên bên thứ cấp thì nó thông hết, đúng rồi, đúng rồi, chỉ có 12V kia là nó riêng biệt cho nên nó không thông mát, thấy không? Rồi bây giờ bạn đừng có gắn cái 12V kia trước, bạn gắn cái 15V với 18V thôi là được, 15V với 16V là được. Rồi chúng ta thử xem. Rồi, cẩn thận nha, đổ cho đúng nha, đừng có lộn nha. Rồi chúng ta thử xem. Rồi chúng ta đang hướng dẫn dập cho ông ta sửa bom máy giặt Eury và thợ phá bo bay mất nguồn hết rồi. Chúng ta phải nghiên cứu gắn lại cho nó cái nguồn khác, bo máy giặt gầm cửa nghe. Rồi, ok chưa? Chắc chắn chưa? Thật ra để độ một cái nguồn nó dễ không? Nó dễ hơn chúng ta tưởng tượng. Mới đầu á, thật sự ra theo tâm lý cái nguồn này các bạn không làm được. Đó là theo tâm lý. Tại các bạn thấy là nguồn nó ra được lâm nguồn hết. Nhưng mà như vậy á, thì cái vấn đề mà sửa mạch á, là nó cần thiết cái người vẽ mạch. Cái người vẽ mạch họ vẽ ra cái mạch, họ sẽ biết được là cái nguồn này sẽ chạy về đâu, sẽ đổ về đâu. Khi họ vẽ ra rồi á, họ sẽ nghiệm được cái cách mà thay một cái nguồn khác vô. Chứ còn thơi thơi mà kêu như là đưa lại cái bo lới mà dễ mà thì không biết sơ đồ thì không có, biết nó chạy về đâu đi đâu đâu mà đổ chứ không đổ. Như rồi á, có người hỏi là thầy sao cái nguồn chạy ra trên sơ đồ tùm lum đúng không? Có hôm nay thấy hai chân đo đó không? Trên đó là chính là chân đo mở nguồn, nhìn thấy được hai chân đo đó không? Vậy rồi mấy bạn hỏi là tại sao nó chạy vòng đó. Nhưng mà các bạn dễ mạch, ngay cả khi bạn dễ mạch bạn còn chưa tham ngộ ra được vấn đề nữa kìa, còn phải có người giải thích cho bạn cái mạch nó chạy như thế nào. Cho nên vấn đề sửa mạch á, nó cần thiết là cái người biết siêng năng, chịu khó, đúng chưa? Chứ còn mà sửa mạch mà chúng ta mà lười nói thì các bạn, cái ngành nào về cũng vậy, không riêng cái ngành sửa mạch của mình đâu, cái ngành nào cũng vậy, nó cũng gì nó cũng làm cũng được. Rồi bây giờ chúng ta thử xem nha. Bạn đã ok chưa? Bạn nhớ làm đừng chật cho thầy nha. Con tụ nào là của 15
con tụng nào cũng 12, nhớ thằng thầy nha, đừng có gắn lộn nha. Hình như đây là đầu tiên các bạn độ ngôn bô máy giặt phải không? AI phải không? Ở trên Samsung độ hoài mà. Samsung độ hoài. Cứ làm đi. Rồi mai mốt về quê cái nào cũng biết làm hết. Đó là cái thành công. Chúng ta đang sửa bom máy giặt LG mà cái nguồn biến thấy xích chinh nó mất rồi, bị hư mất rồi và xe nguồn cũng mất luôn rồi nữa. Rồi những cái con linh kiện trên bom mạch thì người ta cũng hàng tập lum tà la trên cái chỗ cái phần thứ cái phần sơ cấp. Bây giờ chúng ta nếu như chúng ta sửa thì chúng ta sẽ đặt ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta phải mua xe nguồn mới, nguồn máy thấy xung mới nếu như có bán nha, cụ bé xung nếu như có bán nha, còn nếu nó không có bán là chúng ta thua nha. Rồi cụ bé nếu như có bán, trường hợp thứ nhất là nếu IC cơ nguồn có bán, biến thế xung có bán, đúng không? Bây giờ cô IC nguồn của chúng ta mua tèm tèm 25.000, còn biến thế xung của chúng ta mua cũng tèm tèm khoảng 30.000, 20.000, nó cũng 50-60.000 rồi, đúng không? Mà bây giờ còn thì, bây giờ gắn vô á thì còn phải độ mạch của người ta bị hư nữa cho nó chỉnh sửa, cho nên chúng ta sẽ tốn thời gian lâu. Thôi bây giờ chúng ta sẽ mua cái nguồn rời 12V, chúng ta làm lên 15V, đúng không? Quấn thêm cho nó 9 dòng, thế là ra 12, chúng ta chỉ hàng xuống thôi là lên nguồn mà chạy xong. Thế rồi cái phương án của chúng ta nó nhanh gọn lẹ, đúng không? Nhanh gọn lẹ. Bạn khoan hàng cái 12V kia trước vô nha thầy ha, để chúng ta sẽ thử xem nó đúng như người ta học. Ok rồi, ok em hàng đủ dây chưa? Rồi ok đã. Nhưng cái quan trọng cái này hỏi là khi mà em gắn vậy em biết được cái cách lý giải hơn. Thầy ở đây á, thầy hướng dẫn với bạn không phải là hướng dẫn mày thấy hàng chỗ này cho tao, hàng chỗ kia cho tao xong mày chạy mà không lý giải. Cái của thầy dạy nó khác, thầy phải lý giải cho em biết là nguồn nó chạy như thế nào. Khi mà em tham ngộ rồi á, em mới làm được. Cái khác biệt của thầy á là hướng dẫn cho bạn biết cách để mà ứng phó, chứ không phải là tao đưa mày hàng cái này cho tao, mày hàng cái kia cho tao là được, mày khỏi hỏi lý do, như vậy là không được, được chưa? Rồi cho thầy cái đó coi, bổ gì? Hôm nay có sẵn không hỏi sống có biên. Chưa có yên luôn nè. Đấy, nó chưa có yên luôn á. Rồi chưa? Thử xem. Rồi chưa? Chắc chưa? Rồi ok. Có bạn nào còn sẽ gì chia tiền là chúng ta cùng chia, đúng không? Cho nên là các bạn phải cùng coi đi. Tối đưa cùng coi đi nha, cùng coi trước đi nha, trước khi cấp nguồn nha. Đấy chứ không phải là đứng xa xa, nhìn là không chia đâu. Con có mới hay nữa hay. Đấy, nghe đụng tới tiền bạc là nó lợi lại nhau rồi. Cười cho em đo nội trợ phát đi. Chút nữa làm xong đó. Không quên. Hàng vô đổ em hàng như của cậu đi hết thì cộng trừ luôn phải không? Hơn chắc cú.
nhưng mà hàng đúng cộng trừ nha, đừng hàng lộn nha. Không thì chú ý em á, để nhiều khi có sơ sẩy thì mình làm lại, chứ không thôi mình làm lộn nó cầm cứng vô cái bớt cái bắt cơm uổng ngô tụ. Mười hai giữa đúng rồi, 12 giữa. Hàng cho cẩn thận, còn cái ấy thì lấy cái dây lớn hơn xíu gắn chắc cũng được. Đấy, mình hướng dẫn cho học trò là hướng dẫn rất là tường tận, chứ không có hướng dẫn thêm bớt câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã vô xem like, đã chia sẻ comment, cảm ơn một xem phạm nha. Nhảy qua bên YouTube này nó ít được xem. Thầy hướng dẫn rất rõ ràng luôn, đúng chưa? Có bạn nào thắc mắc gì trong quá trình mà làm, các bạn thắc mắc gì các bạn cứ hỏi thầy thoải mái nha. Nếu như bạn nào có nhu cầu học sư phạm mạch đó, thì có thể liên hệ với thầy theo số điện thoại là 0907 716 705. Zalo của thầy là 0931157788. Chúng ta học tại 8 dân số 11 xẹt 61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lật ngược lại được mà, lật ngược lại luôn. Ok, ý là bạn nói chút lật lại nó sẽ vướng. Nhưng bây giờ để vậy sẵn nó trước đúng không? Nhưng mà em phải lấy tờ giấy hay gì em kê cho nó đừng có đụng cái mặt này được không? Có cần không? Có cần thì lấy cái gì đó kê. Được không? Cái đó thấy kinh lắm. Đúng không? Cái gì? Lấy cái gì? Em làm cho chắc nha. Có cần mấy dây lớn xí thì lấy. Đó, bạn nào có yêu cầu giống hoặc cái liên hệ với thầy trong số điện thoại là 0907 716 705. Chúng ta học tại 861 Trần Xuân Soạn, phường Tân Phương, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy chỉ dạy trực tiếp thôi nha, không bán bản bệnh, không bán tài liệu, không bán giáo trình giáo án gì nha các bạn. Đó, các bạn phải lưu ý điều đó nha. Thầy là ghét nhất là ba cái vụ mà dạy mà theo kiểu mà dạy online, nó ảo ma Canada còn chết luôn à. Dạy chả làm gì được đâu, chỉ nói gốc phép là nhiều. Đây, em lấy em chết đi với em. Nhanh đi, chúng ta phải đi. Đấy nháp nhiều lắm. Rồi xong chưa? Chắc chưa? Rồi bây giờ bạn cắm nguồn vô này. Đấy, các bạn thấy không, quá trình đổ một cái nguồn khác vô nó cực kỳ dễ. Nó chỉ dễ khi hiểu biết thôi, chứ nó sẽ cực kỳ khó khăn và cực kỳ nguy hiểm đối với những bạn mà chúng ta mới vào nghề đó. Còn thợ sưu bo lâu năm, tôi nói thiệt luôn, buồn chịu nha, đến biết độ. Nói buồn thì chịu, đó thật thử. Những cái thợ mà làm lâu năm mà chuyên nghiệp cao cấp rồi á thì độ cái nguồn này được, không ai nói. Nhưng mà cái thợ mà cỡ như làm 2-3 năm, 3-4 năm á, nhập cái nguồn này khi mà độ nó không có độ được. Bằng chứng nè, đó cái bo này là thợ sưu bo nó bỏ đó các bạn. Rồi tôi nói có sách nó có chứng. Cái này là thợ sưu bo nó sửa không được nó bỏ của người ta. Người ta đem tới sửa không được nó bỏ của người ta luôn. Nó bỏ của người ta luôn á. Nó sửa thạch anh, mới đậu sửa thạch anh, khách hàng có nói vừa luôn mới đậu sửa thạch anh. Thạch anh mà đem vô đây thầy á, con thạch anh nó còn bị hở chân nữa. Nó hàng sao mà hở chân. Rồi thầy hàng lỡ rồi á. Bắt đầu mới thử. Nhiều khi nói á là sợ mấy bạn đụng chạm với bạn, mấy bạn buồn. Nhưng mà thật sự các bạn phải coi lại, nếu như kiến thức mình chưa đủ cao thì mình phải đi cập nhật và đi học thêm, về mình sửa cho khách hàng để mình lấy tiền cho nó ngon lành. Nhiều khi sửa cái bo của người ta nó hư nguồn không, mà sửa không được phá luôn cái bo hư bà cái bo của người ta luôn. Cái cuộn với thế chinh của nó là cái cuộn sơ cấp giống như một ôm thôi, mà trong khi đó làm cái cuộn với thế chinh của người ta gì bay luôn, mất luôn, lên tới 4 mấy ôm luôn, đâu chảy nổi. Bạn cắm bộ dây nó đúng rồi, cái đó cắm vô liền đúng rồi. Bây giờ mở thử xem, thì gắn mặt hiển thị vô mở thử ha. Đấy, cắm mặt hiển thị vô mở thử. Đấy, các bạn vô xem, comment like cho thầy nha. Cảm ơn các bạn. Và các bạn có những cái câu hỏi nào liên quan gì mong mấy lạnh mấy giờ
trong quá trình mà các bạn đi làm, các bạn sửa máy và các bạn gặp những cái lỗi phải gì đó thì các bạn có thể hỏi thầy ngay trên live luôn cho thầy, thầy sẽ trả lời luôn cho mấy bạn ha, không phải nhắn tin Zalo, Facebook gì, không phải gọi điện thoại đâu. Tại vì nói thật ra thầy không có thời gian nhiều để trả lời mấy bạn, mong các bạn thông cảm. Cùng thầy nha, các bạn có thể comment là trong lúc thầy đang live trực tiếp vào 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa mỗi ngày từ thứ hai cho đến thứ bảy đấy. Đó. Và chắc chắn nha, mở nè, gắn đúng trụ không? Rồi, lấy tắt mở thử xem. Ok chưa? Đó. À, bây giờ lỗi thì lỗi gì? PE không có đóng cửa. PE, coi cái phao đâu, gắm dây phao được vô chưa? Rồi tắt nguồn. Rồi gắm mấy cái dây kia vô. Đấy các bạn. Như vậy thì các bạn hiểu được cái phương án để sửa chữa chứ hả? Thấy chưa? Như vậy thì các bạn thấy rõ ràng rồi. Rồi sao? Ờ, chào bạn Hứa Hảo Văn. Ok. Gì Hứa Hóa Quang ở đó, cho nên là các bạn thấy là thầy là làm cho mấy bạn làm. Khi mà mấy bạn làm, cái quan trọng thầy yêu cầu mấy bạn là gì? Khi mà làm là phải hiểu được mình làm gì, chứ không phải là kêu mày hàng sợi dây đó vô chỗ đó, hàng sợi dây nọ vô chỗ nọ, hàng sợi dây kia vô chỗ kia, rồi mở nguồn ra đi chạy rồi lấy tiền. Không phải vậy, mà trong quá trình các bạn học á, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách, biết cách. Ok chưa? Rồi. Ok chưa? Gắn rồi, được rồi nè. Rồi bây giờ em gắn cái bộ đơn vô nè. Xem chạy không? Tắt luôn. Bấm chịu giác, biết chịu giác nó bấm chỗ nào không? Rồi, điền giáp với cái nào thì gắn thử. Rồi thử xem chiều giác chưa, mở nguồn chiều giác bấm đâu, đúng rồi. Hay đâu bấm đèn đèn là sai đó, bấm lại coi, bấm vô coi, bấm chiều giác đâu bậy vậy, giác mày mè, trời ơi tưởng đâu bậy luôn rồi, tưởng đâu nó biết, ai nhà nó không hề biết. Rồi sao ta, mày tưởng mày biết, ai về mày không biết. Tao là tàu lao. Rồi thử nha, đấy. Xong rồi đó, 350. Cái bộ nguồn này mua là hình như 35-38 ngàn gì đó. Rồi xong rồi đó. Sao? Thôi chứ mua không được. Các bạn muốn tạm lên tên tuổi không? Các bạn muốn tạm lên tên tuổi không? Phải sửa những cái bo này nè. Một khi mà bạn sửa được cái bo này thì cái thằng mà sửa được sửa cái bo này nó sẽ là người đi quảng cáo cho bạn đó. Ok chưa? Bơm xả hả? Bây giờ bạn gắn bơm xả vô chưa? Có cái bơm xả chưa? Trời ơi, nó chưa gắn cái bơm xả mà nó kêu lấy cái bơm xả không chạy. Bơm xả đâu chạy? Mày gắn chưa? Mày bây giờ mày gắn hai cấp nước vô. Đây, dây chung. Cấp nước. Đây, hai cấp nước đâu? Gắn hai cấp nước vô.
Trời đất ơi, nó chưa gắn bơm xả, nó kêu bơm xả xong chạy gắn bơm xả vô. Cái bơm xả đâu, cái bơm motor bơm xả đâu biết đó. Cái motor bơm xả đâu. Bữa có lấy một cái rồi lấy tạm hoài mày. Em cấm cấm nó lại rồi. Ủa vậy hả? Rồi, mượn nó cái đi. Xin phép nó. Rồi ok. Lông nào? Rồi thử xem. Đó cái xả nước. Bởi vậy các bạn đi học thực tế thì các bạn mới mau giỏi được. Chứ tôi nói các bạn học lý thuyết không chết. Chị có chết bị thương. Chào bạn vô, các bạn vô xem like nha. Like, chia sẻ, comment thầy cho thầy biết nha. Thấy chưa? Các bạn hiểu được vấn đề không? Các bạn mà học lý thuyết rồi hay cấp nước đâu? Trời không gắn cấp nước, nãy giờ đưa cái gì cấp nước ông Phan thì không gắn. Cấp nước đâu? Rồi dây vào dây chung. Dây chung là cái gì nó liền qua là dây chung. Dây đen đấy. Các bạn để sao cho nó gọn gàng dây nha. Dây chung nào, đúng rồi. Rồi xong chưa? Rồi mở nguồn nè, thử lại. Rồi em mở thử rồi. Đâu? Mà thấy motor xả không có chạy đâu. Nếu gì mà không làm cái 12 volt rời ở ngoài. Cái 12 volt đó là nó cấp cho cái phần bên của giác á. Bởi vậy á, thợ mà đổ tới đây rồi á thì bắt đầu đổ cũng được. À, chào bạn mua đội. Trong nước xả nước không có. Tại vì cái 12 volt để cấp xả nước này nó cấp cho ba con chiếc mà. Nhìn được không? Vì qua bài học này thì mai mốt mà nguồn mà hư thì các bạn khỏi phải alo thầy. Tại sao? Để các bạn sẽ hiểu được cái nguyên tắc để các bạn làm vô. Hiểu được không? Ở trên cái bo chúng ta có hai nguồn. 16 thì chúng ta 15, 13 chúng ta 12. Rồi ok chưa? Xong chưa? Xong. Thì chúng ta phải quấn thêm một cái cụ di động ngoài để cấp riêng cho cái con giác bên phần 12 bên y nữa. 12 bên y là cái 12 bên nó cấp cho phần của con giác để cho nó cấp nước xả nước. À, bạn phải gắn qua thêm 12 bên nữa cho nên nó sẽ có hai cái lỗ cho nó, thì bạn sọ hai sợi dây có hai cái lỗ và hàng xuống cái là nó ok như vậy là chúng ta xong có 350. Đấy, ngon lành không? Quá ngon đi chứ. Tiền rất dễ kiếm, nhưng quan trọng là làm thế nào để kiếm được tiền. Thế thôi hả? Các bạn thấy không, 350 ngàn. Thật ra nếu như 350 là 1 ngàn là chúng ta làm chút xíu là xong thôi, không có nhiều đâu. Thật ra cái này hồi tối á, thì nó làm qua thử rồi. Nhưng mà tại vì muốn cho mấy bạn biết nghề cho nên cho các bạn làm để trải nghiệm. Chứ thật ra nếu như ông thầy giấu nghề cũng làm giàu mẹ đó, chứ cần như cho mấy bạn làm. Cho nên hiểu câu chuyện. Làm, ông làm xong rồi, ông làm hồi tối xong rồi chứ bộ. Rồi ông giao luôn cho ta, chứ mắc mới, ông ra quấn luôn, quấn nó 12 con sẵn luôn rồi mà.
nếu như mà làm mà giao khách cũng giao thẳng luôn rồi chứ không phải để cho mấy bạn làm thêm lần đâu, tại vì làm một lần nó đã nguy hiểm lắm, tại vì các bạn mà làm sơ sẩy mà hở một cái là nó đi cái bo của người ta, trong khi ông thẳng làm rồi sơ sẩy là đẩy cái đi bo của người ta. Nhưng mà cho các bạn làm vậy chỉ để trải nghiệm là nó như thế nào đi, dạ đúng chưa, nói khi đó thì các bạn biết cách để mà các bạn làm. Rồi bây giờ bạn hàng cái 12 con đi nó xuống đi, bạn sẽ xem qua cấp nước không nước nha Sài Gòn. Đấy. Tắt rồi. Rồi tắt lâu rồi đúng không? Rồi bây giờ bạn hàng hai cái dây nó xuống. Hai cái dây đó bạn hàng sao cũng được cả. Hàng nó xuống là được. Đúng rồi, đó là AC mà. Rồi hàng hai đầu xuống là xong rồi, chúng ta sẽ dán keo nhựa luôn. Em lắng luôn rồi, có chịu rồi không? Nó có điếu đâu. Cuộn thầy cuộn nó có điếu đâu. Thì tôi có điếu sẵn rồi. Dây phải đủ lớn nha. Dây này cũng được, chất liệu này cũng được thôi, phải lớn bằng dây kia. Hợp lý gì đấy. Rồi ok chưa? Thật ra khi mà chúng ta biết làm á, kiếm tiền thì rất dễ. Được luôn mà, đâu có gì đâu. Mắc cái lưới thì ít kiệm cái mức của nó. Kiếm quần
Rồi ok chưa? Rồi ok chưa? Ngay bây giờ các bạn thử xem làm cái này khác khá vui đúng không? Khá vui đúng không? Không phải dễ để chơi những cái này đâu. Cái này nhầm mát chứ không phải cuộn gì. Cuộn này là cuộn riêng. Mà lũ không nổ được con, chỉ mạnh động thôi. Nếu không nước xả nữa đâu. Nhắn lộn được không? Nhắn lộn hai đầu của cuộn này được không? Chưa chắc, thử đi đi. Có nhiều cái khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc của điện thì nó sẽ khác, còn không hiểu nguyên tắc của điện thì đôi khi mà chúng ta không hiểu nguyên tắc của điện thì chúng ta nói là nhiều khi chúng ta sẽ bị lạc hướng. Muốn lạc hướng Rồi được chưa? Xong chưa? Bạn thấy nó cũng khá lâu đúng không? Đấy, giờ mới được nè, chắc là bữa không rối. Em đoán nó không ăn rồi đó. Cái đâu chung mát, đã nãy giờ nói từ đầu nó không chung mát mà. Đã từ đầu thì nói nó không chung mát mà sao bây giờ hỏi thì. Chưa chắc. Đừng có nói vậy. Bạn mừng vội là đúng, xong luôn á. Ngồi chắc chưa? À, khoan.
em không rót ra chết đấy, đây nè, cái này đờ đây nè, cái này nó găm xuống đây nè, cái đậu này nè, chết à, giỡn hoài đúng không? Rồi, ok, được rồi đó, mở nguồn cho bạn thử đi. Rồi, mở thử đi em. Rồi, mở dự giác thử xem. Rồi có gì không mà không ổn không? Nó bật lên một cái là nó quay ngay. Không ăn không? Em đo coi chỗ đó có 12V không? Khó đo đó. Nhưng mà quan trọng là em hạn cái sợi dây nó có ăn với nãy em, có cắt em có túc dây em hạn xuống không? Có cạo cái lớp bạc ni không? Cạo có ăn không? Phan, để đo được 12V thì thầy chỉ cái chỗ đo luôn cho nó nhanh nè. Rồi mở nguồn. Đây chân bài bìa bên đây nè. Chân bài bìa bên đây nè. Cái là chân tay 1 nè. Không em bắt công em chọc chọc rồi nó cứ bóp nè. Bây giờ em coi cái em hàng có ăn không. Đấy, em hàng có ăn không? Bởi vì thầy nói các bạn là làm được phải chắc thật chắc chắn. Cái chỗ em hàng xuống á, cái chỗ em hàng xuống hai cái sợi dây đồng em hàng xuống. Em đỡ lật ngang cái bô lại đi, em lật cái ngang cái bô lại. Em chọn đó em đo không được. Rồi em chọn đo đó không được, đo hai lỗ đó. Đúng rồi, em đo hai lỗ đó coi. Rồi nó giữ cái bô này kìa, em đo đi. 12V, 12V để em đo vôn hay là đo ôm? Đo vôn thì chuyển đồng hồ. Ở đo vôn thì đo đồng hồ đây. AC. AC, cái chỗ nó xuống là xuống AC. Nhưng mà em đo chỗ đó em khó đo lắm, em đo DC cho nó người cũng dễ. Em đo DC, có lẽ em đo chỗ đậu đậu này nè. Cái lỗ là hai đầu tụ đấy. Em đo như này là hai đầu tụ. Đâu không được. Anh nghiên đấu này cũng đúng rồi. Sao đúng? Đây là đường ra thì phải vào cái... Em phải vô, em phải qua trước cầu Lyon chứ, sao em vô đủ được. Chẳng khác ngọn tụ nó chập con AC của người ta. Đúng không? Em phải qua cầu Lyon chứ. Em hạ xuống hai cái lỗ đó thôi. Thì là đến chân Lyon, bên này là chân A, chân này chân K, nhưng mà hàm là chân K rồi. Đúng không? Em phải hạ trước Lyon chứ hạ sau Lyon là hai cái gì nó vuông tụ, nó chậm tụ, tụ chập hai cái xung quanh mục tiêu. Nó phải qua Lyon chứ. Đúng rồi, nguồn ra là nguồn AC. Thầy hàng kêu hàng xuống hai cái lỗ đó thôi là được. Đừng có mà ngoài à. Ok không? Hàng sau Lyon. Hàng sau Lyon để chập. Đúng là đi đúng không? Chơi qua quá trình làm từ từ chúng ta sẽ có được kinh nghiệm đúng không? Có kinh nghiệm không? Có kinh nghiệm chứ, làm từ từ là có kinh nghiệm hết. Chúng nó con tụ nó sẽ hư. Theo thời gian lâu dài con tụ nó sẽ hư. Nếu như nguồn đủ mạnh. Trường này là đó. Nó có cái chỗ đó là AC, cái cuộn dây mình quấn là chỉ đa AC thôi.
À, khi nào nó qua đi ốt nó mới là DC. Được, bình thường. Em phải lấy thêm cục nguồn nhỏ nữa. Tùy em mà, nhưng mà cái đó em phải tốn thêm 20 ngàn nữa. Nhưng mà em làm cái đó thợ nó biết, làm kiểu này thợ nó không dám. Rồi ok chưa? Chắc chắn chứ. Thì chỗ này nó có rồi không? Đây nè, rồi cho cái này cái hướng chì rồi thôi. Ok, mở nha. Chắc chắn chưa? Mở nha. Được chưa? Mở nè. Rồi. Rồi đó, xong rồi đó. Thấy được chưa? Bạn phải có cái nguồn này nó mới chạy cho cái bơm xả, còn không có nó không chạy bơm xả. Thấy chưa? Ok chưa? Thì các bạn phải làm dần, quen dần thì các bạn mới sửa máy được. Cố gắng nhiều là ok chạy nè. Nó tính phá ha. Ok chưa? Như vậy hiểu được cái cách mà đổ nguồn chưa? Thì các bạn phải làm cho đẹp lại ha, làm cho đẹp lại, làm cho nó sát xuống. Các bạn nên nhớ nha, người ta còn cái nắp nữa. Bạn làm mà nhô lên quá, người ta đâu có nắp cũng được. Hồi 2 thì bạn sẽ đo T1. T1 con chi ác nè. Chứ là chân số 3 mát. Đây nè, số 3 mát. Coi theo sơ đồ có phải không? Đấy, bây giờ muốn cấp nước thì bạn bấm chuyện giặt. Rồi bấm chuyện giặt là nó sẽ dùng nước. Như vậy là hiểu được cái cách mà đổ cái nguồn xích trên không? Cho cái bộ máy giặt Eoli cửa ngang không? Cuối cùng câu hỏi của bạn dễ khó. Thật ra nó sẽ rất rất dễ đi người hiểu biết mà thôi. Còn đối với người mà không hiểu biết, tôi nói các bạn đổ nguồn này đổ láng chán chứ anh Thiển người ta. Mà chết anh Thiển xong cũng không biết sao mình chết. Nhìn thấy được như đây mà không có chừng khé chụp lộn nha. Chưa đâu, chút xíu nó motor nó ngừng nó cắp đấy. Chờ xíu đi nó sẽ ngừng, nó sẽ cắp. Nó đang dò thôi. Nó cần đầu thôi. Là nó 12 con nó hòa để lấy gốc thông thì nó dẫn điện cho cái con giác thôi. Bởi vậy tôi nói học lý thuyết rồi mấy cái kiến thức này làm gì ra nổi. Nghe cái ổng còn không biết nữa mà muốn gì vậy ta. Bây giờ tôi nói thiệt với bạn nha, tôi nói thiệt cái này, cái điều kiện này nó thiệt luôn. Nghe cả bữa đổ cái nguồn này về quê nè, mà bạn làm bạn đổ nguồn chỗ này nè, thằng thời số môn nó đau đầu luôn, nó không biết bạn đổ sao. Chứ đừng có nói gì mà đơn giản đâu.
Nhiều người nó không biết là ủng thằng này sao nó hay dữ, thằng nó còn chờ mà nó đổ được cái nguồn này. Mà nếu như các bạn mà mới đi học với con có mấy tháng mà bạn về mà đổ được nguồn như này thì nó kêu bạn là sư phụ luôn. Mấy cái bọn này mà hư nguồn, hư cuộn xích chinh lãnh dục á, hư cuộn xích chinh là nó không làm được lãnh dục á, nó không cách nào nữa. Dục hả? Dục nó lụm lại à. Nói là bánh đổ lên từng quên không chặt. Đó, đổ người cũng vậy hả? Vậy cũng đổ làm gì mà mệt vậy? Chỉ là đang nói là nó đổ lên, có đổ lên. Nó không giờ đổ lên cái con nó báo lần nghe motor không phải chỉ thử được chút mà motor này không phải motor của Elac hay của LD đâu, motor của Elac á, chúng ta thử cho nó chạy đi mới biết là chúng ta độ được. Còn bạn muốn ấy thì bạn gắn vào cái lồng bự để cho nó chạy. Nó giỏi lắm, nó đụng lên là cái mặt hiển thị xong rồi mình kéo xả là bó tay rồi. Rồi ok chưa, bây giờ cái quan trọng của bạn là làm cho nó đẹp. Bạn nhớ nha, cái bộ này nó có cái nắp, bạn gắn là phải biết là phải gắn phải cho nó chặt sát xuống những cái con linh kiện mà bên kia này cao bạn cắt hết đi, bỏ hết đi, đừng có xài đó nữa tại vì nó không có làm gì nữa. Bạn gắn bây giờ bạn để cái mặt nó sát xuống được không, nó sát xuống này. À, có một số bạn không chịu gắn về nhà khách nó đâu biết đâu, nó cái rầm vô cái là cái bò chập luôn. Em nhớ là cái bo này nhưng mà cái hai cái dây này có một cái nắp trên đây gắn đây nè, gắn đây nè. Không có đâu, là cái thời luôn, cái này không có đâu. Không có hả? Không có gì sao luôn cũng được. Đời này là nó hẳn là thau lưng luôn. Đó, ok vậy thì cũng được luôn. Vậy là bạn gắn cho đẹp lại, thầy gắn kêu nến vô cho đứng lên đàng hoàng. Hai cái dây này cái điều này. Nó vậy được rồi, để vậy là được rồi. Hai dây để là em may nó phủ lớp mà. Cái dây đó là nó còn chặt, nó còn tốt hơn là cái dây mà em đang hàng nối mặt nữa đó. Bây giờ mà em chích mọi hàng vô chảy với gì thì chích vô lỗ chảy. Nó được chịu chịu được nhiệt độ luôn mà. Để đó đi chút rồi tại sao. Làm luôn thử luôn phải không? Ok. Rồi xong chúng ta sẽ tới boiler ha. Ví dụ khách nói phím lúc bấm, lúc ăn, lúc không. Chúng ta sẽ học nguyên tắc về phím. Học kiểu này ngon lành luôn á, về quê là chơi chụp kiếm bụt bụt luôn. Nhưng mà các bạn nãy giờ có bạn nào chưa hiểu về cái độ nguồn không? À, chưa hiểu thì hướng dẫn là hội giải thích lại đấy. Trước đi là đi lấy nước trước đi thì lên giải thích cho anh ta không. Cái nguồn đó là cái công thức sẽ ra à, công thức đó hội xuống dưới kêu cô bán cho bạn cho đang cái bộ nguồn thằng chỉ nó luôn cho nó nhanh, thằng cho nó làm trên cái bo đó luôn ha. Cái đó của tao đó mày, quá bữa hạ cái đâu rồi, trả cái này, đưa đây, đưa đây, trả đây, trả đây. Hèn gì tao nói đâu mất con cái. Ủa gì cái độ lên 24 volt hả? 24 volt thì em phải thay con tụ đồ ra, chứ ngày con tụ đồ ra của nó có 25 mà. Thì em phải thay con tụ đó lên 35 rồi. Cái nào? Chứ em gắn luôn đi nó nhanh mà để chúng ta làm cái bo ri luôn. Lắp luôn chứ mà đem qua hồi nó mất công hồi nó gắn, tại vì cũng đây làm mà chúng ta phải dọn nó dọn lui đó. Rồi em đổ keo nhanh mà đúng không? Đổ keo nhanh nè, em coi nè, em phải chú ý nha, em phải chú ý là cái con tụ này nè, cái con tụ này nè là cái bản thân cái chỗ này nó có điện nè. Em nha. Em được. Ý thì dặn em trước, em hiểu không? Rồi, em thì dặn em trước để chỗ đó. Để không thì mất công rồi ấy. Nha. Ok chưa? Cái món hàng làm luôn cũng được, không cần bao lửa đâu. Cái món hàng làm luôn đi, chút nữa chúng ta quét nữa thông là nó lấy à. Thầy cũng làm vậy không à. Thầy lưu ý em chỗ đó nha, để quan trọng chỗ đó đấy. Một số bạn không quên cái chỗ đó. Thế là coi ấy. Xong lấy mua hàng cho nó lẹ. Thank you.
Rồi chào bạn nha, xem like nha, like chia sẻ comment thì biết nha. Cảm ơn các bạn. Thầy đang hướng dẫn cho học trò sửa bom máy dạy Uri, hướng ngang bên miền Tân mà bị hư hết cái nguồn rồi. Hư hết phần nguồn rồi. Bây giờ chúng mình phải sửa lại. Cũng mới tính nhìn bị đứt luôn em. Đứt luôn rồi. Cái xe nguồn mất luôn rồi, hư luôn rồi. À, đấy, đau vô nữa kìa. Do nó bậy nữa nè. Trên quỷ này. Cái video mà thử cái chị ắc như vậy á, thử con chị ắc vào vô cái quạt vậy á, là nó gọn chưa, nó nhanh chưa các bạn. Cái video mà thầy làm cái điện tử căn bản mà thử con chị ắc kích cái nó vẫn chạy vậy, nhanh chưa? Nhanh. Hồi quỷ nãy vô nó comment rất dài dòng, có mười mấy phút mà rất dài dòng, nó sẽ dễ chót ngày hơn được thầy một tí. Cái bài mà thử con chi ác cho nó chạy cái quạt á, nó vô comment là rất dài dòng. Mấy thằng này là mấy thằng xấu hoại á, không biết tại sao mà nó kêu này rất dài dòng không, tại vì cái video đó trong vòng một ngày mà được 1000 lượt xem, hiểu được không? Hiểu được tại sao mà nó nói mình rất dài dòng không, tại vì trong 1-24 tiếng mà 1000 lượt xem. À, nghe luôn. Ở 52 đúng không? 83, ủa sao bữa dậy số 52 mà? 83 hả? Để thầy coi coi. À, chút xíu đi, chút xíu thầy gọi lại nha. Thầy nhớ rồi, ok. Để chút thầy coi lại thầy báo cho. À, rồi. Còn bữa gọi số 52 ta. Cái đó để cái bo vô kích còn giác cái quạt chạy. Thế thì xong rồi, vậy giống. Đúng không? Bởi vậy tôi nói các bạn, ông thầy Minh Tệ đây, ông nông là con điện cũng đi chân không rồi đường không còn bị chữ. Mình nghĩ lý gì? Đúng không? Mình đụng giảm đụng lum hết rồi. Mình đụng giảm đụng lum hết rồi. Cái ngọn ông nội kia, ông ở cái nồi cơm điện, ông đi rang rang về đường thôi, mà ông tu theo hộ khổ hạnh thôi, mà ông còn bị chửi lên và xuống luôn. Mình thì có nghĩa lý gì đâu các bạn. Mình đáng lẽ mình bị quấn nữa mới đúng á. Đúng không? Người ta đi về đường đâu rồi còn bị chửi mà. Mày biết ly này vậy? Mày biết ly này vô đây không? Nhiều tiền này. Còn ly này là 15.000 thôi. Ly này là 2 triệu mấy đó. Sân chi. Em nha, hiểu nha. Em bố em hàng mấy chỗ này làm sao biết ông tụ này nè. Nó có điện thôi nha. Cái đỉnh đầu của nó là nó dẫn điện nha. Nó rò điện nè. Cho nên là khi mà em hàng vô là em phải chú ý rồi nha. Còn thứ hai nè, lấy làm chưa, em nên nhớ nha, em nên nhớ khách hàng nó không như mình, nó không có chú ý dây cộ gì đâu, nó về á thầy tác, nó về nó sẽ làm mấy cái dây nè, cho nên khi mà em làm xong xuôi rồi đó, em phải gom mấy cái dây này nè, đó em phải gom qua đấy, em phải gom nó qua, em phải nhét nó xuống đó, rồi nào những dây này nè đó, em phải đưa nó xuống luôn, rồi em đổ keo luôn đúng không, rồi những cái dây nè em đổ keo hết còn chỉ dính chặt luôn, về khách hàng nó không có đụng mấy cái dây cũng xây dịch được, chứ không thôi nè về nha, nó lắp đúng không, nó lắp nhiều khi cái ngón tay của nó hoặc là cái tu dít của nó hãy diễn sơ nghĩ nó để cái phật cái đi ngang, ủa nó bắn giống mình đó. À, đây là cái kinh nghiệm chiến trường của thầy á, hai cô công chúa lớn rồi, nay học lớp 6 rồi. Bỏ
sao thấy mới lấy phải tắt mà sao vậy? Cái gì bơm xả chạy điện phải bắn chịu phát chứ đấy, chút xíu nó chạy. Chút xíu nó chạy. Đấy, được chưa? Như vậy thì cái bài này nếu như mà hướng dẫn các bạn chút nữa xong rồi em để nguyên chỗ đó, em nạy kêu cho thầy sạch cái chỗ đó, để thầy sẽ quay một cái video thử chi ác mà bên phòng máy giặt. Cái tích tích thử á, biết không? Biết không? Bây giờ em nạy kêu chút nữa, em đem qua nạy kêu, đừng có thử, để cho thầy thử cho coi. Thầy quay một cái video là cách thử chi ác trên bo máy giặt. Tại chúng ta đã thử bo máy giặt trên bo đầu lạnh rồi đúng không? Bây giờ thử chi ác chơi vô quái giặt nữa, ok ha. Rồi chút nữa nhớ này kia cái đó sạch thằng thầy, để thầy quay cho nó dễ không quá, ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta để qua qua bên đi, chơi, phan, sẵn em làm luôn đi chờ. Em cho mấy cái keo này, để cái dây xuống vậy nè, em đổ keo vô. Nè, cái dây này em phải để bên đây, dây này em để bên đây nha, để tránh trường hợp nó nóng lên nó sẽ chập. Rồi, hiểu không? Rồi, nè, nó để vậy nè, vậy nè. Chứ em để chéo vậy nóng nó chập vô, không chập cổng chữ. Đắp nó ra. Ừ, thôi bị cũng được. Đó, khách hàng nó không như mình đâu. Nhiều khi mình sửa cái mô tốt rồi đó, nó về nhiều khi nó làm, nó sơ sẩy tay chân, nó không có biết. Rồi cái nó mang dấu mình, cái nó đổ thừa mình. Dạ. Mình rửa đằng sau anh nha. Nghe không? Cái là cái bài chi ác. Có một ngày bọn bạn nó lên là 1000 lượt xem các bạn. Nó là một cái bài nó đi rất nhanh luôn á, nó lượt xem rất nhanh luôn. Số đẹp ha, 999 một ngày. Hay ha, đẹp nha, số đẹp à. Còn cái bài con trang sĩ to 1400, bài trang sĩ to 1400 đấy mới là nói. Như vậy thì chúng ta rút ra kinh nghiệm được một cái gì các bạn? Điện tử cơ bản vẫn khá hot ha. Bởi vậy người ta mới dạy điện tử căn bản, mới đi học điện tử căn bản. Mất một khóa tiền đấy, cái đấy là một khóa tiền. Còn vậy nó không kiếm tiền. Thầy dạy kiểu này là nó khỏi kiếm tiền luôn đi. Thầy nói đẹp, thầy dạy nó khỏi kiếm tiền luôn đi. Cái bài có điện trở là gì mà 1000 lượt xem? Trời ơi, điện trở là gì thôi đó, 1000 lượt xem. Điện trở thôi mà cũng xem dữ vậy không biết nữa. Bây giờ mình mới chỉnh ngộ ra, thật ra mình dạy những cái này nó cao quá. Dạy những cái này nó quá cao. Người ta chỉ biết điện tử căn bản, người ta còn biết bài tụ 700 người xem rồi. Bài tụ là gì thôi đó. Chỉnh sâu. Bài thực hành, thực hành cái bài 13, bài thực hành cho chị đo 1K4 một ca tư người xem. Có khi tài đoạn từng có linh kiện thì đông xem thêm ít được. Rồi ok, chúng ta lấy cái bo
bao kia qua còn nó ơi ô sao cái chỗ đó em không cắt dây nó gọn chưa thôi chỉ đục keo lên rồi. Không tí ở đây 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 có cái chỗ này như vậy nó dài không dạ em chỉ đục keo lên chỗ này nè chỗ này nó hàng xuống đây hả không em đó em đừng có làm gì không có em làm cái nó gọn đây hàng ở đây thôi trời đây này đây này đây này ở chỗ này đúng không nè em cắt dây nó qua đây nè để cho nó gọn đi rồi em rồi thôi qua kia em làm đi rồi cái quay lắc nhảy vô làm đi ha bạn nào làm đi trời ơi mày làm gọn là nó nóng rồi nó chảy nó chạm lên luôn nha rồi khách hàng nói cái gì các bạn cắm dây cột vô bạn thử xem lúc từ ta lúc